quý vị và các bạn cùng theo dõi những tin tức đáng chú ý ngày hôm nay. Bộ Quốc phòng Belarus thông báo nước này đang cử lực lượng tên lửa và pháo binh tới Nga để tập trận trong bối cảnh Nga đang đối phó với cuộc tấn công đột phá của Ukraine ở tỉnh Kursk. Thông báo của Bộ Quốc phòng Belarus nêu rõ, cuộc tập trận sẽ bao gồm hoạt động diễn tập sử dụng bệ phóng tên lửa tại một thao trường ở Nga. Trước đó ngày 12 tháng 8, Belarus cho biết đã huy động lực lượng phòng không tham gia tập trận chung với quân đội Nga. Các binh sĩ Belarus được máy bay vận tải Il-76 đưa đến thao trường Asuluk ở vùng Astrakhan, miền nam Liên bang Nga. Theo các quan chức Belarus, mình không trực tiếp tham gia cuộc xung đột ở Ukraine, nhưng hệ thống phòng không của Belarus vốn được tích hợp với Nga đã ngăn chặn một số UAV và giúp lực lượng Nga nhắm mục tiêu vào những UAV khác. Các cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh quân đội Ukraine đang tấn công vùng Kursk của Nga. Khu vực này cách biên giới Belarus khoảng 180 km. Để đối phó với những mối đe dọa tiềm tàng, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã ra lệnh tăng cường hiện diện quân sự tại biên giới Ukraine. Trong tuyên bố đưa ra ngày 11 tháng 8, Bộ Quốc phòng Belarus cho biết một phần lực lượng cơ giới của nước này đã được đặt trong tình trạng báo động. Quân đội Belarus chuẩn bị đưa xe tăng và các phương tiện cơ giới khác đến Gomel và Mozia, giáp biên giới Ukraine bằng đường sắt. Kiev cho rằng việc tăng cường này là một nỗ lực nhằm phân tán sự chú ý của Ukraine, giúp Nga giải quyết tình hình vùng Kursk. Theo đài RT của Nga, động thái diễn ra trong bối cảnh quân Ukraine đột kích vùng biên giới Kursk của Nga, bắt đầu từ một tuần trước và gián tiếp liên quan đến Belarus khi các lực lượng Kiev phóng máy bay không người lái UAV cảm tử qua không phận của nước này. Belarus từng cáo buộc Ukraine dàn dựng các hành động khiêu khích gần biên giới của nước này. Trong bối cảnh giao tranh ở vùng Kursk cách Belarus khoảng 180 km, Minsk đã cho tăng cường sự hiện diện của quân đội xung quanh khu vực biên giới giáp Ukraine. Về phần mình, giới chức Kiev đánh giá việc tăng cường này là một nỗ lực nhằm chuyển hướng chú ý của Ukraine và giúp Nga xử lý cuộc tập kích xuyên biên giới vào Kursk, đồng thời nhấn mạnh họ chưa thấy hoạt động quân sự gia tăng ở biên giới. Bộ Ngoại giao Belarus cảnh báo Ukraine rằng nước này có quyền thực hiện bất kỳ biện pháp nào cần thiết để bảo vệ lãnh thổ của mình nếu các thiết bị bay không người lái của Kiev tiếp tục các hành động khiêu khích. Đồng thời, Bộ Ngoại giao Belarus cũng cho biết Minsk có thể cân nhắc đóng cửa đại sứ quán Ukraine tại nước này nếu Kiev không ngăn chặn các hành động liều lĩnh trong tương lai. Sau khi quân đội Ukraine tấn công xâm nhập vào vùng Kursk của Liên bang Nga, Kiev đã đề xuất các chính phủ phương Tây cho phép họ sử dụng vũ khí viện trợ để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine đã có một cuộc trao đổi hiệu quả với người đồng cấp Pháp. Chia sẻ trên nền tảng mạng xã hội X, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine cho biết, "Chúng tôi đã thảo luận về tình hình hiện tại trên chiến tuyến. Tôi nhấn mạnh sự cần thiết phải dỡ bỏ lệnh cấm tấn công các mục tiêu quân sự trên lãnh thổ của đối phương." Bộ trưởng Quốc phòng Pháp cũng cho biết trên mạng xã hội X rằng, ông và người đồng cấp Ukraine đã thảo luận về sự phát triển của tình hình trên chiến trường cũng như sự hỗ trợ tiếp theo của Pháp cho Kiev. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã nói vào cuối tháng 5 rằng Kiev nên được phép vô hiệu hóa các cơ sở quân sự mà Nga sử dụng để phóng tên lửa vào lãnh thổ Ukraine. Tuy nhiên, ông Macron đã cấm tấn công vào các mục tiêu khác ở Nga và rõ ràng là các mục tiêu dân sự. Vào mùa xuân, Ukraine đã được Mỹ đồng ý để sử dụng vũ khí sản xuất tại Mỹ tấn công Nga, nhưng chỉ ở khu vực Kharkov. Việc sử dụng tên lửa ATACMS tầm xa hoặc các loại vũ khí tầm xa khác cho mục đích này bị cấm. The Washington Post của Mỹ trích dẫn một cố vấn không được nêu tên của Tổng thống Ukraine cho biết, sau khi lực lượng Ukraine xâm nhập vào khu vực Kursk, Kiev đã yêu cầu Washington cho phép sử dụng ATACMS để tấn công các sân bay trên lãnh thổ Nga nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công trả đũa của Nga. Ngay trước khi tấn công xuyên biên giới Nga, đại diện của nhóm Kharkov thuộc lực lượng vũ trang Ukraine thông báo rằng Kiev đã nhận được sự cho phép sử dụng tên lửa Mỹ để tấn công Nga, nhưng không xa hơn Belgorod. Trong khi đó, tờ The Telegram của Anh đưa tin Vương quốc Anh không cho phép Ukraine sử dụng tên lửa Storm Shadow tầm xa để hỗ trợ cuộc xâm nhập vào khu vực Kursk của Nga, cho dù có những lời kêu gọi từ Kiev. Một nguồn tin từ chính phủ Anh nói với The Telegram rằng không có sự thay đổi trong lập trường của London về việc sử dụng các tên lửa có tầm bắn lên tới 550 km này.
Anh hiện cho phép Ukraine sử dụng chúng để tấn công Crimea và các khu vực khác mà Kiev tuyên bố chủ quyền, nhưng không cho phép tấn công vào lãnh thổ Nga được quốc tế công nhận vì lo ngại điều này có thể làm gia tăng xung đột. Theo The Telegraph, quyết định về cách Ukraine có thể sử dụng tên lửa Storm Shadow không chỉ thuộc về London, vì chúng được sản xuất hợp tác chặt chẽ với Pháp, nước cũng có tiếng nói trong vấn đề này. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã nói rằng Ukraine có thể tấn công các mục tiêu sâu trong lãnh thổ Nga, nhưng chỉ những mục tiêu từ đó Nga phóng các cuộc tấn công của mình. Về phía Đức, Ukraine đã được Đức cho phép sử dụng vũ khí và thiết bị do họ viện trợ trong cuộc tấn công ở Kerch. Bộ Quốc phòng Đức cho biết các vật phẩm cung cấp hiện là vũ khí của Ukraine và Kiev có quyền tự do trong việc sử dụng chúng trong cuộc giao tranh chống lại Nga. Người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Đức nói rằng các vũ khí được trao cho Ukraine không đi kèm với các điều kiện cụ thể. Người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Đức nói, sau khi vũ khí từ Đức được chuyển giao cho Ukraine, chúng đã thuộc về Ukraine, đó là vũ khí của Ukraine. Không có trở ngại, vì vậy Ukraine có quyền tự do lựa chọn cơ hội. Giống như nhiều quốc gia thành viên NATO khác, Đức đã hỗ trợ Ukraine trong cuộc xung đột đối với Nga bằng cách cung cấp thiết bị quân sự và tình báo. Vào đầu năm nay, các quan chức Đức đã công bố gói vũ khí trị giá 542 triệu đô la Mỹ cho Ukraine, bao gồm đạn dược cho hệ thống phòng không IRIST được sử dụng để đối phó với các cuộc không kích của Nga. Trong khi đó, tại cuộc họp với Hội đồng An ninh và Chính phủ Nga ngày 12 tháng 8, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã yêu cầu Bộ Quốc phòng Nga phải đánh bật được quân đội Ukraine ra khỏi tỉnh Kerch. Tổng thống Putin nhấn mạnh, cơ quan an ninh liên bang cùng với lực lượng vệ binh quốc gia Nga phải đảm bảo tình trạng chống khủng bố và đấu tranh hiệu quả chống lại các nhóm trinh sát và phá hoại của đối phương. Bất chấp các cuộc đột kích lớn của Ukraine nhằm xâm nhập lãnh thổ Nga trong thời gian gần đây, các lực lượng Nga vẫn tiếp tục tấn công dọc theo khu vực miền Trung và miền Nam giới tuyến, đặc biệt là khu vực Donbass. Nếu không có gì thay đổi trong những tuần tới, Nga có khả năng chiếm được tuyến đường cao tốc T-0504 khoảng 5 km, khiến hệ thống phòng thủ của Ukraine bị suy yếu nghiêm trọng, đồng thời đe dọa cắt đứt tuyến tiếp tế của Kiev dọc theo toàn bộ mặt trận. Đây có thể là lý do Ukraine quyết định xâm nhập lãnh thổ Nga. Quân đội Ukraine đã thực hiện một cuộc tấn công chớp nhoáng vào khu vực Kerch của Nga bằng xe tăng và các đơn vị cơ giới ngày 6 tháng 8. Một cuộc tấn công không ai có thể lường trước được, đặc biệt là Điện Kremlin. Đến thời điểm này, quân đội Ukraine đã tiến sâu tới 30 km vào bên trong lãnh thổ Nga. Đây được xem là bước tiến xa nhất và đáng kể nhất của Kiev kể từ khi xung đột giữa hai nước nổ ra hồi tháng 2 năm 2022. Cuộc đột kích bất ngờ của Ukraine vào Kerch đã cho thấy khả năng triển khai quân đáng kinh ngạc của Ukraine, đồng thời khiến Nga bộc lộ nhiều điểm yếu. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chỉ định Alexei Dumin, một cựu nhân viên Điện Kremlin, phụ trách phòng thủ tại khu vực Kerch, dường như thay thế các nhiệm vụ của Tổng tham mưu trưởng quân đội Valery Gerasimov trong khu vực. Một đại biểu Duma Quốc gia Nga từ khu vực Kerch cho biết, nguồn tin của tôi đã xác nhận thông tin này trước đó. Thực sự, ông Dumin đã được mời tham gia một cuộc họp với ông Putin và được chỉ định giám sát hoạt động chống khủng bố, nhưng nhiệm vụ chính là đánh bại các lực lượng vũ trang Ukraine đã xâm nhập vào lãnh thổ khu vực Kerch. Tin tức về việc bổ nhiệm ông Dumin, cựu vệ sĩ của Tổng thống Putin và là thống đốc khu vực Tula, xuất hiện khi tướng Gerasimov được cho là bị chỉ trích vì dường như đã bỏ qua các cảnh báo tình báo cho thấy các lực lượng Kiev đang chuẩn bị phát động một cuộc tấn công bằng xe tăng vào Kerch, khu vực giáp với vùng Sumy ở đông bắc Ukraine. Bloomberg trích dẫn một nguồn tin không được nêu tên gần gũi với Điện Kremlin đưa tin ngày 8 tháng 8 rằng các quan chức Điện Kremlin đang cảm thấy thất vọng với cách xử lý của ông Gerasimov đối với cuộc giao tranh. Những cáo buộc tương tự về ông đã lan truyền trên các kênh Telegram của Nga vào tuần trước khi quân đội Ukraine tiến sâu hơn vào khu vực Kerch. Ukraine phát động cuộc tấn công bằng xe tăng vào Kerch vào ngày 6 tháng 8 và được báo cáo đã nhanh chóng kiểm soát hàng trăm km vuông lãnh thổ Nga. Một trang web điều tra của Nga cho biết vào đêm ngày 12 tháng 8, diện tích hoạt động quân sự ở khu vực Kerch đã vượt quá 1.000 km vuông. Hàng nghìn cư dân đã được sơ tán khỏi khu vực Kerch, nơi Nga đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp liên bang. Quân đội Nga đã triển khai thêm nguồn lực đến khu vực này.
Bộ Quốc phòng Nga vào ngày 9 tháng 8 công bố các video về thiết bị quân sự của nước này đang được chuyển về khu vực Kerch, nơi được báo cáo hiện đang bị Ukraine chiếm đóng một phần. Kênh Telegram của Nga Saiba do cựu nhân viên Bộ Quốc phòng Nga Mikhail Servinchek thành lập cho biết, việc bổ nhiệm ông Dumin cho thấy khi không có sự can thiệp của Moscow, lực lượng an ninh đã không thể giải quyết cuộc khủng hoảng hoạt động ở khu vực Kerch. Trong khi hãng tin AFP cho biết, tới ngày 12 tháng 8, quân đội Ukraine đã tiến qua khu vực rộng 800 km ở tỉnh Kerch, thì Tổng thống Ukraine ông Volodymyr Zelensky nói rằng các lực lượng của nước này hiện kiểm soát 74 khu dân cư của Liên bang Nga ở Kerch. Cụ thể, hãng tin AFP ngày 13 tháng 8 đã phân tích dữ liệu từ các nguồn tin của Nga do Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW chuyển tiếp và đánh giá. Theo đó, tính đến ngày 12 tháng 8, quân đội Ukraine đã tiến qua khu vực rộng 800 km2 ở bên trong lãnh thổ của Liên bang Nga ở tỉnh Kerch. Tối cùng ngày, trong một video do Văn phòng Dịch vụ Báo chí phát đi, Tổng thống Ukraine ông Zelensky tuyên bố các lực lượng nước này hiện kiểm soát 74 khu dân cư ở khu vực biên giới tỉnh Kerch của Liên bang Nga. Nhà lãnh đạo Ukraine đồng thời nhấn mạnh, bất chấp cuộc giao tranh dữ dội và khó khăn, lực lượng của chúng tôi vẫn tiếp tục tiến vào Kerch. Ông Zelensky cũng đăng đoạn phim cho thấy ông đang trao đổi với Tổng tư lệnh Oleksandr Zelensky qua video. Trong đó, tướng Zelensky báo cáo Tổng thống Ukraine rằng quân đội Ukraine đã tiến sâu vào một số khu vực từ 1 đến 3 km. Từ 8 giờ sáng ngày 6 tháng 8, Ukraine đã phát động chiến dịch tấn công bất ngờ vào tỉnh Kerch ở miền Tây Liên bang Nga. Ban đầu có sự tham gia của 300 quân. Với sự yểm trợ của 11 xe tăng và 22 xe bọc thép, chiến dịch nêu trên của Ukraine được coi là cuộc tấn công xuyên biên giới đáng chú ý nhất trên lãnh thổ của Liên bang Nga kể từ Chiến tranh Thế giới thứ hai. Chiến dịch tấn công này, theo Tổng thống Ukraine, ông Zelensky vào ngày 12 tháng 8 sẽ buộc người đồng cấp Liên bang Nga Vladimir Putin phải làm hòa vì Ukraine quyết tâm chiến đấu và rằng chiến tranh hiện đang quay trở lại Liên bang Nga sau khi Moscow đã đưa chiến tranh đến các quốc gia khác. Về phía Moscow, vào ngày 12 tháng 8, Tổng thống Putin đã ra lệnh cho quân đội Liên bang Nga đánh bật các lực lượng Ukraine, trong khi nhà chức trách cho biết hơn 120.000 người đã được sơ tán khỏi khu vực giao tranh. Sau đó, trong một cuộc họp khẩn cấp diễn ra ngày 13 tháng 8, Bộ Quốc phòng Liên bang Nga tuyên bố quân đội nước này đã ngăn chặn các nỗ lực của các nhóm cơ động địch trên xe bọc thép đột nhập sâu vào lãnh thổ Nga xung quanh một số ngôi làng. Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin của Báo Việt Nam Net. Xin chào và hẹn gặp lại!